Thái Việt xin chào mọi người nha. Ngày hôm nay thì Thái Việt vừa mới đi làm về và một ngày làm việc rất là vất vả và mình không thể nấu ăn được, rất là mệt mỏi, cho nên là mình đi qua siêu thị và lấy một số thức ăn có sẵn ở trên siêu thị về để ăn. Thì trong cái clip này thì mình sẽ quay cho mọi người về những cái đồ ăn sẵn ở Nhật Bản thì nó có đắt không và nó có những cái gì. Thì trên bàn thì mình thấy một cái chai nước rất là quen thuộc với người Việt Nam chúng ta, đó là Coca-Cola. Chai Coca-Cola này là có giá là gần 20.000 mọi người, khoảng cỡ 17.000 á. Chai Coca này là 17.000. Nếu mà chai này ở Việt Nam thì khoảng cỡ 7.000 đồng thôi. Chai Coca-Cola này ở Nhật Bản là 17.000. Còn những cái thứ này là gì đây? Đây là cơm Thái Việt mua sẵn. Cơm, các bạn thấy không? Đó. Cơm này là có giá là 398 yên. Có nghĩa là khoảng gần 400 yên. Thì tính vào thuế là hơn 400 đó, có nghĩa là khoảng tầm 80.000 đồng đó. Một suất cơm này là 80.000 đồng à, nó chỉ có ít cơm và một ít thịt thôi, một ít thịt heo thôi, không có gì cả. Và còn bên này là cái gì? Đó là những cái đồ nướng của Nhật Bản, thịt nướng rồi là thịt gà, thịt heo gì đấy. Ở đây Thái Việt mua 3 loại luôn và từng này là hết 250 yên, là khoảng cỡ 50.000 đồng Việt Nam đó. Đó, như vậy là tổng giờ tối của giờ ăn tối này của Thái Việt là hết, là tổng cộng là bên này khoảng cỡ 80.000, bên này 50.000 là 130.000, 130.000 thêm bên này còn cỡ gần 20.000 nữa là 150.000, nói chung là sắp xỉ 150.000 đó. Như vậy là nếu mà nếu như Thái Việt từ nấu ăn thì một giờ ăn thì còn tầm 60.000 đến 70.000 thôi. Nhưng mà nếu mà mình mua đồ ăn sẵn thì khoảng cỡ 150.000. Tuy nhiên là mình hôm nay mua nhiều thức ăn cho nên là nó hơi mắc. Chứ còn nếu bình thường thì mình ăn ở company, những cái cửa hàng tiện lợi thì khoảng cỡ 100.000 đổ lại thôi, 100.000 thôi. Còn hôm nay mình mua nước nè, rồi có cả thịt nướng nè, có cả cơm nữa nên là nó đắt. Thì bây giờ thì Thái Việt cũng nói thiệt là ăn cơm ở company thì nhiều rồi, còn ăn cơm của siêu thị thì chưa. Mà hồi xưa ngày mới qua thì cũng đã ăn cơm siêu thị rồi nhưng mà không nuốt vào được, dở, ăn rất là dở. Nhưng mà hôm nay thì mình bắt đầu làm quen được rồi thì mình cũng chọn những cái món mình thích, cho nên là mình cũng sẽ thưởng thức lại xem là cơm của siêu thị nó có ngon không. Và mấy cái đồ nướng này mà trước đây mình nhìn vào mình rất là thèm nhưng mình cũng chưa được ăn, chưa được thưởng thức luôn, vì mình cũng ngại, với lại là chưa có tiền chưa có nhiều, cho nên là mình cũng không muốn ăn uống phung phí gì cả. Nhưng bây giờ mình cũng gần hết nợ rồi mọi người, còn có chút xíu nữa là hết nợ rồi, cho nên là mình không còn lo lắng về tiền bạc nữa, thích ăn gì mình ăn thôi. Mà đặc biệt là bây giờ là tháng 8 ở tháng 9 chứ, bây giờ là đầu tháng 9, là ở Nhật Bản rất là nóng, cho nên là hầu như anh em người Việt Nam là đi làm về là mua cơm sẵn, mua đồ cửa hàng ăn thôi chứ không có tự nấu nữa. Nếu mà tự nấu là vừa mất thời gian mà đặc biệt là nó dễ bị thiêu. Nếu như mùa đông là mình nấu buổi sáng, là buổi chiều về đi làm về vẫn còn ăn được, nhưng mà bây giờ mình nấu kiểu đó là nó sẽ bị thiêu ấy. Cho nên là hầu như là anh em mình đều mua đồ sẵn và
ăn mì tôm qua ngày chẳng hạn, chứ không có cầu kỳ trong việc ăn uống như hồi mùa đông nữa. Bây giờ mình cũng thử bóc cái này xem nhé. À, cái cơm này mọi người này, nếu như mua trễ là nó sẽ giảm giá là 20%, là chỉ còn 318 yên thôi. À, nếu như mình mua mà gần cuối ngày là siêu thị nó sẽ giảm giá đó, nó giảm giá xuống hết cỡ luôn. À, cho nên là mình đợi đến cuối ngày đi mua là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Nói chung là nhìn rất là ngon ha. Bây giờ mời mọi người thưởng thức xem ha. Không biết là nó nấu kiểu Nhật Bản thì mình có ăn được hay không. Ngon mọi người ạ. Hồi xưa mình ăn thấy dở là bởi vì mình chọn những cái món không thích, những cái món nó không giống với người Việt Nam mình, cho nên là mình ăn cảm thấy dở. Nhưng mà bây giờ mình chọn những cái món mà mình thích, cho nên là ăn vẫn cảm thấy ngon, rất là ngon. Thịt này là thịt nướng. Nó nấu ngọt với thịt nướng luôn, rất là ngọt. Ở Việt Nam thì đi ăn một dĩa cơm khoảng cỡ 30 ngàn ok, nhưng ở Nhật Bản ăn 150 ngàn, mặc dù cũng hơi cao đó nhưng mà vẫn cảm thấy là cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Bởi vì một ngày làm việc ở Nhật Bản là mình sẽ kiếm được khoảng cỡ là 2 triệu đồng. Nếu như mình kiếm được 2 triệu đồng mà mình bỏ ra 150 ngàn để ăn thì nó cũng không là bao nhiêu đúng không? À, bỏ ra một phần mười mấy của một ngày công. Giả sử giờ Việt Nam mình làm ngày 300 ngàn, mình bỏ ra 30 ngàn mình ăn vẫn ok. Thì bên này ngày 2 triệu thì mình bỏ ra 200 ngàn để ăn một dở thì cũng không sao đúng không ạ? Lâu lâu mình mới ăn một dở đắt như vậy, sang như vậy, còn bình thường ăn một dở khoảng cỡ 60 ngàn thôi, nấu tạm bợ gì đó thôi. Thịt heo nướng mà mọi người, thịt heo này cái này mình không biết cái gì. Cái này cũng thịt heo nhưng mà cũng ba chỉ, ba chỉ còn cái này cũng được. Cái gì cái này cũng rất là ngon mà mình không biết là cái gì đây. Không biết được là cái gì, không biết là thịt gì luôn. Hai cái trước là thịt heo, còn cái này mình không biết. Mình cứ thấy mình thích là mình mua, thế chứ mình cũng không biết, không dịch được. Tiếng Nhật nó viết lằng ngoằng mình không thể dịch được.
không, như sang đây mình ngày nào cũng uống Coca-Cola. Coca-Cola là món rất là khoái khẩu của mình. Ăn cơm là khi nào cũng uống Coca. Tiền uống nước bên này là một ngày của mình là hết khoảng cỡ 40 ngàn đến 60 ngàn. Mỗi ngày là uống một chai nước khoáng là nước lọc á, là 20 ngàn rồi. Nếu uống một lon cà phê là 20 ngàn nữa là 40 ngàn. Còn hôm nào khác khác ra mua chai nước Coca-Cola hay là nước ngọt nữa 20 ngàn nữa là một ngày riêng tiền nước không là 60 ngàn rồi. Thì nói chung là mình vừa về Việt Nam mà mình quay lại Nhật Bản, và đây cũng là tuần thứ hai mình đi làm thôi sau khi quay lại Nhật Bản. Và trong clip này có lẽ mình cũng không muốn gửi gắm điều gì cả, chỉ quay tới mọi người về cái cảnh sinh hoạt của mình cũng như anh em người Việt Nam về Nhật Bản. Hầu như là anh em người đầu tiên đang cần cù thì mới nấu ăn, còn số còn lại thì sau những ngày làm việc vất vả thì họ về thường là mua đồ company, mua trong cửa hàng tiện lợi để về ăn ha. Thì hôm nay thì việc cũng ghé qua siêu thị và mua đồ về ăn, và mình cũng trải nghiệm được là những cái đồ nướng này nó bán ở siêu thị nhưng mà rất là ngon. Ngon như là mình đi nhậu ở Việt Nam, mình đi nhậu một số quán nướng, ở quán nướng Hàn Quốc, quán nướng Nhật Bản nè, rồi những cái đồ thịt nướng nữa, mấy cái thứ này nó cũng giống như vậy. Mỗi cái này là khoảng cỡ 15 ngàn, một cái xiên này như vậy là 15 ngàn, cũng rẻ hơn mọi người, rất là rẻ. Thôi có lẽ clip này thì Thái Việt sẽ dừng tại đây thôi, và cũng không có nội dung gì quan trọng cả, và chỉ là quay lên cho có kỷ niệm như vậy ha. Hẹn gặp lại mọi người vào các clip sau nhé.